Ngày 28 tháng 2, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức các lớp tập huấn công tác văn phòng, đối ngoại nhân dân và ứng dụng công nghệ số cho công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại. Trong thời gian một ngày, 110 học viên là cán bộ làm công tác văn phòng Hội Phụ nữ cấp huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn, chi hội trưởng phụ nữ các xóm, tổ dân phố được giảng viên chuyên trách của Trung tâm Chính trị huyện tập huấn về công tác văn phòng và đối ngoại nhân dân và tập huấn ứng dụng công nghệ số trong công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại. Theo đó, các học viên được truyền đạt các kỹ năng tổ chức và điều hành cuộc họp, hội nghị, lễ tân công sở và lễ tân ngoại giao, bảo mật an toàn thông tin trong việc tạo lập, luân chuyển, sử dụng văn bản điện tử, quy trình cung cấp thông tin cho cơ quan thông tấn báo chí, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đối ngoại nhân dân, vai trò vị trí công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Trong lớp tập huấn ứng dụng công nghệ số trong công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, các học viên còn được truyền đạt những nội dung, những kỹ năng ứng dụng công nghệ số trong viết và biên tập tin bài, xử lý hình ảnh, video clip trên hệ thống trang, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, fanpage trong công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại. Các học viên còn được trao đổi về các tình huống thực tế, thông tin khái quát về tình hình kinh tế xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Qua lớp tập huấn đã trang bị thêm kiến thức cho cán bộ hội phụ nữ các cấp về công tác văn phòng, những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đối ngoại nhân dân, vai trò, vị trí, công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Đặc biệt là nâng cao nhận thức và kỹ năng của cán bộ hội các cấp về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại.